Những ngày Tết đến xuân về, thay vì được sum họp với gia đình, các chiến sĩ biên phòng Thừa Thiên Huế vẫn đang bám địa bàn vùng biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới. Với những người lính mang quân hàm xanh, sự bình yên của nhân dân là động lực để vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là công tác phòng chống dịch COVID-19. Hello em à? Dạ anh ạ. Ừ anh đây. Dạ. Anh đang làm nhiệm vụ chống dịch ở chốt, cho nên Tết này là anh không về được, nên là hai mẹ con ở nhà là cứ yên tâm ăn Tết vui vẻ nhé. Khi nhà nhà đang vui xuân đón Tết thì ở chỗ quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 số 2 thuộc đồn biên phòng Nhâm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, đóng tại thôn Tân Hối, xã Hồng Bắc, huyện A Lưới. Những người lính tại chốt luôn túc trực 100% quân số được biên chế. Phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ chiến sĩ túc trực kiểm soát 24/24 giờ để giữ vững an ninh trật tự và phòng chống dịch trên khu vực được giao. Chúng tôi các cử lực lượng tuần tra kiểm soát khu vực đường mòn lối mở 24/24 để kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua lại khu vực biên giới nhằm quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới và phòng chống dịch COVID-19. Đón Tết đầu tiên ở chốt, xa khu dân cư, điều kiện còn nhiều thiếu thốn, nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm. Tết của những người lính quân hàm xanh là trên chốt, trên những nẻo đường tuần tra. Hàng ngày, những dấu chân của họ vẫn in đậm trên những đường mòn lối mở trên tuyến biên giới Việt-Lào. Những ánh mắt vẫn dõi theo từng hơi thở của núi rừng để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới để nhân dân vui xuân đón Tết. Đối với chúng tôi, khi được tổ chức phân công ra nhiệm vụ thì Tết hay không Tết đối với chúng tôi không quan trọng, bởi vì Tết cũng như vậy và không Tết cũng như vậy, cái mà chúng tôi quan tâm nhất đó là chúng tôi đang làm nhiệm vụ, chúng tôi suy nghĩ làm thế nào để chúng tôi làm được hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi tổ chức phân công. Gạt lại niềm vui riêng để thực hiện nhiệm vụ trên khu vực biên giới, những người lính biên phòng còn gặp không ít khó khăn trong cuộc sống, sinh hoạt do sự khắc nghiệt của thời tiết. Cùng với việc tăng gia sản xuất, bảo đảm thực phẩm, rau xanh tại chỗ, những người lính biên phòng luôn nhận được tình cảm yêu mến của nhân dân. Những ngày Tết, rất nhiều người dân mang bánh chưng, rau xanh, cá đến tận chốt để tặng các chiến sĩ. Để đảm bảo lương thực thực phẩm trong 3 ngày Tết, ngoài chế độ của cấp trên cấp phát thì chỗ đô chúng cũng có một số người dân cũng là cho bộ đội rau rã người thịt cả cũng có để anh em phục vụ tốt, làm tốt nhiệm vụ trong thời gian Tết. Trên tuyến biên giới Việt-Lào của tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng bộ đội biên phòng đang duy trì 19 chốt với hàng trăm cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trên các đường mòn lối mở. Mặc dù là lực lượng vốn quen với địa hình và thời tiết vùng miền núi, tuy nhiên trong thời gian cao điểm phòng chống dịch COVID-19, những chuyến tuần tra dày đặc ít nhiều đã ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ chiến sĩ biên phòng. Trong những khó khăn gian lao ấy, chúng ta lại càng thấu hiểu những hy sinh thầm lặng mà người lính mang quân hàm xanh để có được sự bình yên cho nhân dân vui xuân đón Tết.